Từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 200 ca nhiễm COVID-19, chủ yếu có nguồn lây từ ngoại tỉnh và lây lan thứ phát ngoài cộng đồng. Do vậy, thành phố đang gấp rút triển khai các giải pháp nhằm chặn đứng dịch lây lan rộng, trong đó có công tác kiểm tra các cơ sở lưu trú và xét nghiệm nhanh đối với người trở về từ ngoại tỉnh. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ban hành công văn số 8701, chỉ đạo tăng cường kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đối với người ngoại tỉnh về vào thành phố. Theo đó, yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ trì phối hợp với Công an thành phố Vũng Tàu kiểm tra, giám sát, quản lý và thực hiện nghiêm việc quản lý di biến động của người dân trên địa bàn mình quản lý, bảo đảm lực lượng công an và y tế trực 24/24 tại trạm y tế phường xã để tiếp nhận đăng ký khai báo tạm trú, khai báo y tế và xét nghiệm nhanh COVID-19 cho tất cả những trường hợp người dân từ ngoại tỉnh về. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu các gia đình cam kết và tự giác cung cấp thông tin người dân từ ngoại tỉnh về địa phương phải thực hiện khai báo y tế và khai báo lưu trú, xét nghiệm nhanh COVID-19 tại trạm y tế phường xã trước khi về lưu trú tại các gia đình khu dân cư. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Công an thành phố và các phường xã xử lý nghiêm khắc, kịp thời các trường hợp không khai báo hoặc khai báo không trung thực, làm phát sinh và lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Phát huy hiệu quả thực chất các tổ tuần tra lưu động liên ngành thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống dịch đối với người từ ngoại tỉnh về vào thành phố. Được biết, từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, thành phố Vũng Tàu kiểm tra 2.006 cơ sở lưu trú. Qua kiểm tra đã phối hợp với cơ quan chức năng lập biên bản 19 trường hợp. Từ ngày 26 tháng 9 đến nay, Công an thành phố Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, xảy ra tại phường 11, phường Rạch Dừa và phường Thắng Nhất.